Thành phố nổi đầu tiên trên thế giới sẽ được xây dựng ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc và nó sẽ có khả năng chống bão, chống lũ lụt và tự duy trì. Dự án do Liên Hợp Quốc hỗ trợ sẽ được xây dựng ngoài khơi bờ biển Busan và được thiết kế để ứng phó với mực nước biển dâng cao, Business Insider đưa tin, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025. Thành phố tương lai sẽ được tạo thành từ những bệ lớn hình lục giác nổi trên mặt nước. Các nhà lãnh đạo dự án cho biết thiết kế sẽ sử dụng một lớp phủ đá vôi nổi, mặc dù cứng gấp 2 đến 3 lần bê tông. Mục tiêu cuối cùng của dự án tiên phong là tạo ra một cộng đồng chống lũ có thể chống chọi với cơn bão cấp 5 cho 10.000 cư dân. Nó cũng sẽ có thể tự sản xuất thực phẩm, năng lượng và nước ngọt với hoạt động canh tác chung ở trung tâm của mọi nền tảng. Theo nhà thiết kế Oceanix, Itai Mademonger, người đồng sáng lập Oceanix, nói với Business Insider, thật sự là Busan là nơi tốt nhất để chúng tôi triển khai nguyên mẫu này. Nhưng đây là điều mà chúng tôi hy vọng sẽ hữu ích cho tất cả các thành phố ven biển trên toàn thế giới và tất cả các cộng đồng ven biển đang đối mặt với thách thức của nước biển dâng. Gần 50% người dân trên toàn thế giới sống gần các bờ biển, Mademonger nói thêm. Chi phí của dự án được thiết kế với sự hợp tác của chương trình định cư con người của Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 200 triệu đô la. Cơ quan này đưa tin, chúng tôi dự đoán rằng vào năm 2025, chúng tôi sẽ nhìn thấy nguyên mẫu này trong nước, Mademonger nói. Một nghiên cứu vào tháng 10 của nhóm nghiên cứu phi lợi nhuận Climate Central cho thấy những mối đe dọa chưa từng có do mực nước biển dâng cao có thể khiến ít nhất 50 thành phố lớn chủ yếu ở châu Á mất hầu hết các khu vực đông dân cư trong vòng 200 đến 2.000 năm tới trong bối cảnh lượng khí thải cao. Mademonger và Oceanix cho biết đã đàm phán với ít nhất 10 chính phủ khác về việc xây dựng thêm các thành phố nổi ở đó. Chúng tôi xây dựng cho những người muốn sống bền vững trên mối quan hệ của năng lượng, nước, thực phẩm và chất thải, trang web của công ty viết. Chúng tôi xây dựng hành tinh thông minh. Nhưng quan trọng nhất, chúng tôi xây dựng một cộng đồng thịnh vượng gồm những người quan tâm đến hành tinh và mọi dạng sống trên đó. Nhân loại có thể sống hài hòa với cuộc sống dưới nước. Nó không phải là một câu hỏi của cái này so với cái kia. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.